Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4, lô số 5. Armand Montchermain đã viết một cuốn hồi ký thật đồ sộ về những gì liên quan đặc biệt tới thời kỳ khá dài. Khi ông làm đồng giám đốc, người ta có quyền tự hỏi liệu ông có bao giờ đủ thời giờ để lo cho nhà hát opera điều gì khác hơn là kể lại những chuyện đã xảy ra. Ông Montchermain không biết một nỗi nhạc nào, nhưng ông xưng hô thân mật với ông Bộ trưởng Bộ Thông tin Công cộng và Nghệ thuật, đã làm báo lá cải chúc đến và thừa hưởng một gia sản khá lớn. Cuối cùng, đó là một chàng trai đáng yêu và không thiếu thứ thông minh, bởi vì quyết định điều hành nhà hát opera, ông đã biết chọn lựa người sẽ là một giám đốc có ích và đi thẳng đến chỗ của Firmin Richard. Firmin Richard là một nhạc sĩ thanh lịch và một người lịch thiệp. Đây là chân dung được vẽ ra vào lúc ông chiếm hữu tạp chí sân khấu. Ông Firmin Richard không quá 50 tuổi, dáng người cao, cổ lực lưỡng, không béo. Ông có tướng quai dễ và thanh lịch, rám nắng, tóc dựng đứng, hơi thấp và chải bằng bàn chải, râu cùng màu với tóc, chán vẻ và diện mạo có điều gì đó hơi buồn thảm, nhưng hài hòa ngay bằng một ánh mắt thẳng thắn và ngay thẳng, kết hợp với một nụ cười đáng yêu. Ông Firmin Richard là một nhạc sĩ rất tao nhã, là người hòa âm khéo léo, đối âm thông thái, sự vĩ đại là tính cách chính trong sáng tác của ông. Ông đã xuất bản nhạc thính phòng được đánh giá rất cao ở các tài tử, âm nhạc dành cho đàn dương cầm, những bài sonat hay những bản nhạc thoang qua rất độc đáo, một tuyển tập giai điệu. Cuối cùng, cây chết của Hercule được biểu diễn trong buổi hòa nhạc ở nhạc viện có hơi hước anh hùng ca khi ta nghĩ đến Gluck. Ông cũng yêu thích Puccini. Ông Richard tìm niềm vui ở mỗi nơi ông ở. Tràn đầy ngưỡng mộ với Puccini, ông nghiêng mình trước Meyerbeer. Ông tuyển chọn Cinema Rosa và không ai đánh giá cao hơn ông, thiên tài không ai bắt chước kịp của Weber. Cuối cùng, về những gì liên quan đến Wagner, ông Richard không thiếu phần cho rằng chính ông Richard là người đầu tiên ở Pháp và có lẽ là người duy nhất hiểu Wagner. Tôi dừng những liệt kê của mình ở đây. Từ đó, hình như tôi đã kết luận khá rõ ràng rằng nếu ông Firmin Richard gần như yêu tất cả các loại âm nhạc của mọi nhạc sĩ phải có bổn phận yêu ông Firmin Richard. Chúng ta hãy nói khi kết thúc bức chân dung vẽ nhanh này rằng ông Richard là người mà ta thỏa thuận gọi là một kẻ độc tài, có nghĩa là ông có tính cách cực xấu. Những ngày đầu tiên mà hai người này phối hợp nhau trải qua ở nhà hát opera trôi ra trong vui vẻ khi thấy mình làm chủ một cơ sở đẹp bao la, và chắc họ đã quên câu chuyện lạ kỳ và quái dị về con ma, thì có một biến cố xảy ra chứng minh với họ rằng nếu có trò đùa thì trò đùa vẫn không hề chấm dứt. Ông Firmin Richard đến vào sáng hôm đó lúc 11 giờ ở văn phòng. Thư ký của ông Remy, chỉ cho ông khoảng 12 lá thư mới gửi đến mà chưa hề gửi khăn vì chúng mang nhãn hiệu cá nhân. Một trong những lá thư đó lập tức thu hút sự chú ý của Richard, không chỉ vì dòng chữ trên bì thư được viết bằng mực đỏ, mà còn hình như ông đã tìm thấy ở đâu đó tuồng chữ này. Ông không tìm lâu, đó là nét chữ đỏ mà người ta đã bổ sung thật lạ lùng quyển tập ghi nhiệm vụ. Ông nhận ra ngay kiểu viết như chiếc gậy của trẻ con. Ông gỡ khăn lá thư và đọc. Ông giám đốc thân mến, tôi xin ông thư lỗi vì đã đến quấy rối ông vào lúc rất quý báu mà ông quyết định số phận các nghệ sĩ giỏi nhất ở nhà hát opera. Lúc ông soạn mới lại những hợp đồng và ông kết luận những hợp đồng mới, và điều đó được làm với một tầm nhìn chắc chắn, một sự hài hòa trong nhà hát, một khoa học về công chúng và khiêu thẩm mỹ của họ, một quyền lực hầu như khiến kinh nghiệm già cỗi của tôi sửng sốt. Tôi biết điều mà ông đã làm với cô Caletta, Sorelli và cô Bertram, và đối với vài người khác mà ông đã đoán được ưu điểm đang ngưỡng mộ, có tài năng hoặc thiên tài. Ông biết tôi nói đến ai khi viết ra những câu đó, không hề dành cho Carlotta đàn hát như một ông bom tim, và không bao giờ nên rời chỗ các ông đại sứ cũng như quán cà phê Chacan, cũng không phải dành cho Sorelli có thành công trong giới phu xe ngựa, cũng không phải dành cho cô bé Sam đang múa như một con bê ngoài đồng cỏ, cũng không phải dành cho Christine Dae mà thiên tài là chắc chắn, nhưng ông tách riêng một cách ganh tị khỏi mọi sáng tạo quan trọng. Cuối cùng, ông tự do quản lý công cuộc làm ăn nhỏ hẹp như ông muốn, có phải không? Dù sao, tôi cũng mong muốn tận dụng lúc ông chưa tống Christine Dae ra khỏi cửa để nghe nàng hát giai si ben. Vì giai Marguerite, từ khi nàng chiến thắng vào ngày nọ, đã bị ngăn cấm đối với nàng. Và tôi yêu cầu ông không chiếm dụng lô của tôi vào ngày hôm nay, cũng như những ngày kế tiếp. Vì tôi không chấm dứt lá thư này mà không thú nhận với ông rằng tôi đã ngạc nhiên một cách khó chịu biết bao thời gian gần đây khi đến nhà hát opera mà biết được rằng lô của tôi đã bị cho thuê ở văn phòng thuê theo lệnh của ông.
Tôi không hề phản đối thoạt tiên bởi vì tôi là kẻ thù của các vũ tai tiên, kế tiếp bởi vì tôi hình dung rằng những người tiền nhiệm của ông, các ông Devian và Poligny luôn rất đáng yêu đối với tôi, đã quên trước khi ra đi nói với ông về những tật xấu của tôi. Thế mà tôi vừa nhận được phúc đáp của các ông Devian và Poligny khi tôi yêu cầu được giải thích. Lời phúc đáp đã chứng tỏ với tôi rằng ông biết về quyển tạp ghi nhiệm vụ của tôi, và do đó ông đã chê nhạo tôi một cách xúc phạm. Nếu ông muốn rằng chúng ta sống hòa bình, không nên bắt đầu bằng cách tước đoạt lô của tôi. Nhờ những quan sát nhỏ, hãy xem tôi, thưa ông giám đốc thân mến, như đầy tớ hèn mọn và rất dâng lời của ông, Keaton, M.O. Bức thư này được đính kèm theo một đoạn trích trong bài của tạp chí sân khấu, trong đó người ta đọc được những hàng sau, M.O. E và em không thể tha thứ được. Chúng tôi đã báo trước với họ và đưa vào tay họ quyển tập ghi nhiệm vụ của ông. Xin chào. Ông Việt Manrasa vừa đọc xong bức thư thì cửa phòng làm việc của ông mở ra và ông Arman Monsacman đến đón đầu ông. Cầm một lá thư trên tay giống hệt như lá thư mà bạn đồng nghiệp của ông đã nhận. Họ nhìn nhau và phá lên cười. Trò đùa tiếp diễn, ông Risa nói, nhưng không vui chút nào. Điều đó có nghĩa là gì? Ông Monsacman hỏi. Có phải họ nghĩ mình từng là giám đốc nhà hát opera thì chúng ta phải nhượng vĩnh viễn một lô cho họ chăng? Vì đối với người đầu tiên cũng như người thứ hai, không còn nghi ngờ gì nữa. Thông điệp đôi chỉ là kết quả của một sự hợp tác đùa cợt của hai người tiền nhiệm. Tôi không thích để mình bị giễu cợt lâu hơn, Richard tuyên bố. Đâu có hại gì, Armand Monsacman nhận xét. Thật ra họ muốn gì? Một lô cho tối nay à? Ông Việt mang Richard ra lệnh cho thư ký gửi lô số âm cho hai ông Devian và Poligny. Nếu lô chưa được cho thuê, lô chưa được cho thuê, lô được gửi cho họ ngay lập tức. Ai ông Devian và Poligny đang ở? Ông thứ nhất ở góc đường Swift và đại lộ Capucine. Ông thứ hai ở đường Aubert. Hai bức thư của M.O. được đưa đến văn phòng bưu điện ở đại lộ Capucine. Chính Monsacman lưu ý điều đó khi xem xét hai phong bì. Anh thấy đấy, Richard nói, họ nhún vai và tiếc rằng những người ở độ tuổi ấy mà còn đùa nghịch với những trò chơi ngây ngô như vậy. Dù sao họ có thể lịch sự, Monsacman nhận xét. Anh có thấy họ đối với chúng ta như thế nào về vụ Carlotta, Sorelli và cô bé Sam không? Thế thì bạn thân, những người đó phát bệnh vì ghen tuông. Khi tôi nghĩ đến chuyện họ trả tiền cho một bài nhỏ ở tạp chí sân khấu, họ không có gì để làm nữa sao? À này, Monsacman nói thêm, họ có vẻ quan tâm nhiều đến cô bé Christine Dae. Anh biết rõ như tôi, cô ta nổi tiếng ngoan ngoãn. Richard đáp, người ta lan truyền nhanh sự nổi tiếng của cô ấy. Monsacman đáp, lẽ nào tôi không có danh tiếng trong âm nhạc và tôi không phân biệt được sự khác nhau giữa khóa sôn và khóa pha? Anh không bao giờ có danh tiếng đó, Richard tuyên bố, anh yên tâm đi. Đến đây, phiền mang Richard ra lệnh cho thừa phát lại cho các nghệ sĩ vào. Từ 2 giờ qua, họ dạo qua dạo lại trong hành lang lớn của khu quản lý, trong khi chờ cánh cửa phòng giám đốc mở ra, cánh cửa mà đằng sau đó chờ họ với vinh quang và tiền bạc, hoặc nghỉ việc. Cả ngày hôm đó trôi qua trong những cuộc tranh luận, những cuộc thương lượng, chữ ký hoặc cắt đứt hợp đồng. Cho nên tôi van xin các bạn tin rằng tối hôm đó, tối ngày 25 tháng Giêng, hai vị giám đốc chúng tôi mệt mỏi vì một ngày tức giận mâu thuẫn, gửi gắm đe dọa phản đối vì tình yêu hay hận thù cay đắng, không có hiếu kỳ liếc qua một cái vào lô số 5 để xem liệu các ông Devian và Poligny có thấy sân khấu đúng khiếu thẩm mỹ của họ không. Nhà hát opera không hề nghỉ việc từ khi ban giám đốc cũ ra đi và ông Richard đã cho tiến hành vài công việc cần thiết mà không cắt ngang những buổi biểu diễn. Sáng ngày hôm sau, các ông Richard và Monsacman thay trong mớ thư tín của họ một bên là tấm thiếp cảm ơn của công a viết như sau. Ông giám đốc thân mến, cảm ơn một buổi tối rất đáng yêu. Đa ê tuyệt diệu, hãy chăm sóc cho dàn đồng ca. Nàng Carlotta là công cụ lộng lẫy và tầm thường, sẽ sớm viết cho ông về số tiền 240.000 quan. Chính xác là 233.424 quan 70. Các ông Devian và Poligny đã mang tới cho tôi 6.475 quan 30 xu là 10 ngày đầu tiên trong số tiền của tôi vào năm nay. Sự ưu tiên của họ chấm dứt vào tối ngày 10. Đầy tớ của ông, M.O. Mặt khác, một lá thư của các ông Devian và Poligny. Thưa quý ông, chúng tôi cảm ơn các ông vì sự quan tâm khá ái, nhưng các ông sẽ hiểu một cách dễ dàng rằng diễn ảnh nghe lại Faust, dù rất dịu dàng đối với các giám đốc xưa của nhà hát opera, sẽ không làm các ông quên rằng chúng tôi không có quyền gì để chiếm lô hạng nhất số 5, vốn tuyệt đối thuộc về người mà chúng tôi có dịp nói với các ông. Khi cùng đọc lại với hai ông một lần chót, quyển tập ghi nhiệm vụ đoạn cuối của điều 63, xin vui lòng nhận, thưa các ông, vân vân. À, nhưng họ bắt đầu làm cho tôi bực tức, những người đó. Phiền Manrisha dữ dội tuyên bố và xé lá thư của các ông Devian và Poligny.
Tối hôm đó, lô hạng nhất số 5 được cho thuê. Ngày hôm sau, khi đến phòng làm việc, các ông Risha và Monsharman thay một báo cáo của thanh tra liên quan đến những sự kiện đã diễn ra vào tối hôm trước ở lô hạng nhất số 5. Đây là đoạn chủ yếu của bản báo cáo, rất ngắn gọn. Tôi thấy cần thiết, ông thanh tra viết, phải điều tra. Tối nay, ông thanh tra đã viết bản báo cáo của mình vào tối hôm trước. Một dãy binh thành phố đã để đào thoát hai lần, ở đầu và ở giữa hồi thứ hai, lô hạng nhất số 5. Những người chiếm lô, họ đã đến lúc bắt đầu hồi thứ hai, đã gây một tai tiếng thật sự bằng tiếng cười và những suy nghĩ lô bịch của họ. Khắp nơi quanh họ có những tiếng xịt nghe rất rõ và cả khán phòng bắt đầu phản đối. Thì một cô sốt giá đến tìm tôi. Tôi vào trong lô và tôi nghe được những lời nhận xét cần thiết. Những người này không có vẻ hưởng lợi thế và nói với tôi những câu chuyện ngu ngốc. Tôi cảnh báo họ rằng nếu một tai tiếng như thế lặp lại thì tôi buộc phải giải tán lô. Tôi vừa đi khỏi lô thì tôi lại nghe họ cười rộ và những tiếng phản đối trong khán phòng. Tôi trở lại với một dễ bên thành phố, buộc họ phải đi ra. Họ kêu nài vẫn luôn cười cợt, tuyên bố rằng họ sẽ không đi nếu người ta không trả tiền cho họ. Cuối cùng họ yên tĩnh lại và tôi để họ vào trong lô. Ngay lập tức những tiếng cười lại bắt đầu và lần này tôi tống họ ra ngoài hẳn. Cầu mong người ta mời thanh tra đến. Mời thanh tra đến ngay, Risha hét lên với thư ký của mình. Đã đọc đầu tiên bản báo cáo và đã ghi chú bằng bút chì xanh lam. Thư ký, ông Remy, 24 tuổi, rìa mép tinh tế, thanh lịch, tao nhã, mặc đồ lớn. Vào thời ấy, áo khoác phòng là bắt buộc trong ngày. Anh thông minh và nhút nhát trước ông giám đốc. 2.400 quan tiền lương mỗi năm, được ông giám đốc trả, tra cứu báo chí, trả lời thư, phân phối các lô và những vé ưu tiên, giải quyết những cuộc hẹn, nói chuyện với những người ở tiền sảnh, chạy đến chỗ các nghệ sĩ bị bệnh, tìm người đóng đúc, liên hệ với những người chỉ huy công việc. Có lẽ không bù với việc bị ném ra cửa vào ngày hôm sau, vì anh không được quan quản lý nhận ra, người thư ký đã cho đi tìm ông thanh tra, ra lệnh cho ông vào. Ông thanh tra vào, hơi lo âu. Ông hãy kể lại chuyện đã xảy ra. Risha đột ngột nói, rốt cuộc, những người đó tại sao lại cười? Monsharman hỏi, thưa ông giám đốc, chắc họ đã ăn tối no nê và tỏ ra được chuẩn bị xem những trò hề hơn là xem âm nhạc hay. Thế là, khi vừa đến, họ còn chưa vào trong lô thì đã trở ra và gọi bà xót vé, hỏi họ là họ sao thế? Họ đã nói với bà xót vé, hãy nhìn vào lô. Không có ai, phải không? Không, bà xót vé trả lời. Thế thì họ khẳng định khi chúng tôi vào, chúng tôi nghe một giọng nói rằng có ai ở trong đó. Ông Monsharman không hề nhìn ông Risha mà không mỉm cười, nhưng Risha thì không cười. Trước đây ông đã làm việc nhiều về những vụ như thế này nên không thể không nhận ra trong câu chuyện kể cho ông nghe, vụ ngây ngô nhất trên đời, ông thanh tra có đủ dấu hiệu của một trò đùa độc ác, ban đầu làm cho những người vốn là nạn nhân vui thích rồi kết thúc là khiến họ điên giận. Ông thanh tra để tán tỉnh ông Monsharman đang mỉm cười, tưởng rằng mình cũng phải mỉm cười. Nụ cười xui xẻo, ánh mắt của ông Risha nhìn như xét đánh người nhân viên, lập tức biểu lộ một gương mặt bối rối đáng sợ. Cuối cùng khi những người đó đến, Risha khủng khiếp nói và gầm lên, không có ai trong lô chứ? Không ai cả, thưa ông giám đốc, không có ai, không có lô bên phải. Không có trong lô bên phải, cũng không có trong lô bên trái, không ai cả, tôi thề với ông đấy. Tôi sẵn sàng đặt tay vào lửa, và điều này chứng minh rõ rằng mọi việc có thể chỉ là một trò đùa. Còn bà sốt vé, bà ta đã nói gì? Ôi, đối với bà sốt vé thì rất đơn giản, bà ta nói đó là con ma nhà hát opera, nào. Và ông thanh tra cười nhạo, nhưng ông lại hiểu mình đã lầm khi cười nhạo. Vì ông vừa mới phát ngôn những chữ này, bà ấy nói đó là con ma nhà hát opera, thì sắc mặt ông Risha vốn đã tối sầm, trở nên hung hãn. Đi tìm ngay bà xuất giá lại cho tôi. Ông ra lệnh ngay lập tức và bảo đưa bà ta đến đây. Và bảo tống hết bọn người đó ra khỏi cửa. Ông thanh tra muốn phản đối, nhưng Risha buộc ông phải ngậm miệng bằng một câu đáng gờm, im đi. Rồi khi đôi môi của con người cấp dưới khốn khổ dường như ngậm chặt mãi mãi, ông giám đốc ra lệnh cho chung lại mở ra. Con ma nhà hát opera là gì? Ông quyết định gầm gừ hỏi, nhưng ông thanh tra giờ đây không thể nói một lời nào. Ông cho nghe bằng một động tác tuyệt vọng rằng ông không biết gì cả, hay đúng hơn là ông không muốn biết. Ông có thấy nó chưa, con ma nhà hát opera ấy? Bằng một động tác đầu cương nghị, ông thanh tra phủ nhận rằng mình từng thấy ma. Mặc kệ, ông Risha lạnh lùng tuyên bố. Ông thanh tra mở to mắt, cặp mắt lồi ra ngoài để hỏi tại sao ông giám đốc lại phát ngôn cái câu xui xẻo đó. Mặc kệ, vì tôi sắp giải quyết chuyện của những người đã không thấy nó. Ông giám đốc giải thích, vì nó ở khắp nơi, không thể chấp nhận rằng người ta không thấy nó đâu cả. Tôi thích người ta ai làm việc đấy. Chương 5, tiếp chuyện lô số 5.
Nói rồi ông Risa không bận tâm về ông thanh tra nữa và xử lý nhiều công việc khác nhau với người quản lý vừa mới bước vào. Ông thanh tra nghĩ rằng mình có thể ra đi và thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Ôi chúa tôi, thật nhẹ nhàng. Ông đi thụt lùi, ông đã gần đến cửa thì ông Risa thấy ông làm vậy liền đóng đinh ông tại chỗ bằng giọng ồi, đừng nhúc nhích. Nhờ ông Remy, người ta đi tìm bà soát vé là gác cổng ở đường Provence, cách nhà hát Opera 2 bước. Bà nhanh chóng bước vào. Bà tên gì? Bà Shirley. Ông biết tôi rõ lắm. Tôi là mẹ của cô bé Shirley, cô bé Mac ấy mà. Câu này được nói bằng giọng điệu gay gắt và long trọng trong chốc lát gây ấn tượng với ông Richard. Ông nhìn bà Shirley khoác khăn sang phai màu, dài màu vàng, chiếc áo dài cũ bằng vải taffeta, nón màu dầu. Đương nhiên là qua thái độ của ông giám đốc là ông này chẳng biết gì hay chẳng nhớ gì là đã gặp bà Shirley cũng như cô bé Shirley, ngay cả cô bé Mac. Nhưng niềm kiêu hãnh của bà Shirley nhiều đến nỗi bà xuất gia lừng danh này. Tôi cho rằng từ tên bà mà người ta đã tạo nên một tiếng lóng trong hậu trường. Các bà Shirley, thí dụ một nghệ sĩ trách câu chuyện ngồi lê đôi mắt, chuyện phím của cô bạn, thì cô sẽ nói với cô này, mọi chuyện đó là những mụ Shirley. Nên bà xuất gia này, chúng ta nói xem, tưởng tượng rằng ai cũng biết bà ta. Không biết, rốt cuộc ông giám đốc tuyên bố, nhưng bà Shirley, điều đó không ngăn tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bà vào tối hôm qua. Để bà buộc phải, bà và ông thanh tra đã cầu viện một vệ binh thành phố. Tôi đang muốn gặp ông để nói với ông về điều đó, thưa ông giám đốc. Chỉ để nhằm mục đích, đừng có những chuyện khó chịu như thế xảy ra với chúng tôi nữa, như thời các ông Devien và Poligny. Chính họ cũng không, vào thời gian đầu, họ không muốn nghe tôi. Tôi không hỏi bà những chuyện đó, tôi hỏi bà chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Bà Shirley trở nên đỏ mặt vì bực tức. Người ta chưa bao giờ nói với bà với giọng điệu như thế. Bà đứng dậy như thế bỏ đi, đã sửa lại nếp của chiếc áo và ve vẫy một cách đầy phẩm giá những chiếc lông vũ trên non màu dầu nhớt. Nhưng suy nghĩ lại, bà lại ngồi xuống và nói bằng giọng ngạo mạn, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện đã xảy ra rằng người ta vẫn còn quấy rầy con ma. Nghe đến đó, giọng Richard sắp bùng nổ. Ông mong sạc men can thiệp vào và điều khiển cuộc chất vấn. Từ đó có kết quả rằng bà Shirley thấy rất tự nhiên rằng đã nghe nói một giọng để tuyên bố rằng có người trong một lô không có ai cả. Bà không thể giải thích hiện tượng này mà cũng không mới mẻ gì đối với bà là do sự can thiệp của con ma. Con ma này không ai thấy nó trong lô nhưng mọi người đều nghe nó. Bà đã thường xuyên nghe nó, bà ấy mà, và người ta có thể tin điều đó vì bà không bao giờ nói dối. Người ta có thể hỏi các ông Devien và Poligny và những người biết bà cũng như hỏi ông Isidore Sack mà con ma đã bẻ gãy giò. Úi già, ông mong sạc men ngắt lời, con ma đã bẻ gãy giò ông Isidore Sack tội nghiệp đó sao? Bà Shirley mở to mắt in dấu sự ngạc nhiên mà bà cảm nhận trước những sự dốt nát như thế. Cuối cùng bà đồng ý cho hai tên khốn khổ ngây thơ này biết chuyện đã xảy ra vào thời các ông Devien và Poligny luôn ở trong ô số 5 và cũng như buổi biểu diễn vở Faust. Bà Shirley ho, đằng hắn lấy giọng. Bà bắt đầu, người ta có thể nói rằng bà chuẩn bị hát cả một bài của Gounod. Thế là thưa ông, tối hôm ấy ở hàng đầu, ông Manera và vợ ông, thợ mài ngọc ở đường Mogador, và đằng sau bà Manera là bạn thân của họ, ông Isidore Sack. Mephistopheles hát, bà Shirley hát, các người làm cho nàng ngủ. Và lúc đó ông Manera nghe trong tay phải mình, vợ ông đang ngồi phía bên trái, một giọng nói với mình, không phải Julie làm cho cô ta ngủ. Vợ ông ta đúng tên là Julie. Ông Manera quay lại phía bên phải để thấy ai nói như thế. Không ai cả. Ông duỗi tay và tự nhủ với mình. Có phải mình mơ không? Đến đây, Mephistopheles tiếp tục bài hát. Nhưng chắc tôi làm cho ông giám đốc chán. Không, không, mà kể tiếp đi. Cả ông giám đốc qua tốt. Một cái nhăn nhó của bà Shirley. Thế là Mephistopheles tiếp tục bài hát của mình. Bà Shirley hát. Cách khi mà ta sùng bay, tại sao lại từ chối? Người tình đang gian xin em một nụ hôn ngọt ngào. Và ngay lập tức ông Manera luôn ở tay phải, giọng nói lại nói với ông, không phải là Shirley từ chối cái hôn của Isidore đâu. Đến đây ông quay lại, nhưng lần này ở phía vợ ông và Isidore, và ông ta thấy gì? Isidore đã nắm từ đằng sau bàn tay của vợ ông, phủ những cái hôn lên hõm nhỏ của chiếc găng tay, như thay thưa quý ông tốt bụng. Bà Shirley phủ những cái hôn lên góc da thịt để trần ở chiếc găng tay bằng sợi tơ sồi của bà. Lúc ấy các ông nghĩ xem mọi sự không trôi qua êm thấm. Click, click. Ông Maria cao lớn và mạnh như ông, thưa ông Richard, dùng hai cái tát vào ông Isidore Sack. Ông này mảnh mai và yếu như ông Mông Sarmen, từ lòng kính trọng của tôi dành cho ông ấy. Đó là một vụ tai tiếng. Trong khán phòng người ta hét, đủ rồi, ông này sẽ giết ông kia. Cuối cùng ông Sack có thể thoát.
Vậy còn con ma không bẻ vợ ông ta sao? Ông Mông Sạc Mê nói hơi phật ý vì hình thái của ông gây một ấn tượng tệ hại như thế với bà Sherry. Hắn đã bẻ gãy chân của ông ta thưa ông, bà Sherry đáp một cách cao ngạo. Vì bà đã hiểu ý định gây tổn thương của ông này, hắn đã bẻ gãy chân ông ta trong cầu thang lớn, thề danh dự khiến con người đáng thương kia không thể quay trở lên được. Đó là con ma đã kể chuyện cho bà rằng hắn đã luồn vào lỗ tai bên phải của ông Manyara sao? Quan tòa sơ thẩm Mông Sạc Mê luôn hỏi với giọng nghiêm túc mà ông tưởng là hài hước. Không, thưa ông, là chính ông Manyara, cho nên... Nhưng bà đã nói với con ma, hả, bà tử tế của tôi. Như tôi đã nói với ông ấy, ông tử tế à. Và khi nào hắn nói với bà, con ma ấy, hắn nói gì với bà? Thế thì hắn nói với tôi mang cho hắn một băng ghế nhỏ. Khi nghe những câu được phát ngôn một cách trịnh trọng, bộ mặt của bà Sherry trở nên như cẩm thạch, hằn lên những sọc đỏ, như những cây cột nâng đỡ cầu thang lớn, và người ta đổi đó là cẩm thạch dân hồng. Lần này, Lisa bắt đầu cười cùng với Mông Sạc Men và thư ký Remy. Nhưng được kinh nghiệm cho biết, thanh tra thì không cười nữa. Tựa vào tường, ông tự hỏi và dung dãy một cách bỗng sốt những chiếc chìa khóa trong túi. Làm thế nào câu chuyện này chấm dứt được đây? Và bà Sherry càng nói bằng giọng kiêu kỳ thì ông càng sợ ông giám đốc lại giận tiếp. Và giờ đây trước sự hỉ hả của ban giám đốc, bà Sherry dám trở nên đe dọa, thật ra là hăm dọa. Thay vì cười con ma, bà kêu lên bực tức. Ông tốt hơn là nên làm như ông Poligny, ông ấy tự ý thức. Ý thức về chuyện gì? Mông Sạc Mê hỏi, ông chưa bao giờ vui thích đến thế. Vì con ma, vì tôi đã nói với ông này. Bà chợt dịu xuống vì bà xét đoán rằng giờ này rất nghiêm trọng. Này, tôi nhớ như thể mới hôm qua thôi, lần này người ta diễn dở cô gái Do Thái. Ông Poligny đã muốn tham dự một mình trong lô của con ma vào buổi biểu diễn. Bà Kenos đã đạt được một thành công điên cuồng. Bà vừa hát, ông muốn đi cổ máy của hồi thứ hai. Bà Sherry hát khẽ, bên cạnh người em yêu, em sống chết muôn chiều, và cái chết tịnh liêu không chia cắt tình yêu. Tốt, tốt, tôi cũng ở đấy, ông Mông Sạc Mê nói với một nụ cười khiến bà nản chí. Nhưng bà Sherry tiếp tục hát khẽ và đông đưa chiếc lông trên lốt màu dầu nhớt. Đi thôi, đi thôi, cõi trần thiên đường cùng một số kiếp đợi chờ uyên ương. Phải, phải, chúng tôi đến chỗ đó, Risa lặp lại, ông lại mất kiên nhẫn. Rồi thì sao, thì sao? Thì đúng lúc ấy, Leopold kêu lên, trốn đi. Có phải không, đúng vào lúc ấy, ông Poligny mà tôi quan sát từ cuối một lô bên cạnh vẫn còn trống. Ông Poligny đứng thẳng dậy và cứng đờ như một bức tượng. Và tôi chỉ có thời gian hỏi ông như Eleazar, ông đi đâu? Nhưng ông không trả lời tôi và ông tay nhợt như một người chết. Tôi nhìn ông xuống cầu thang nhưng không bị gãy chân. Tuy nhiên ông đi như trong một giấc mơ, như trong một cơn ác mộng, và thậm chí ông không tìm được đường. Khi ông được trả tiền vì được biết rõ nhà hát opera, bà Sherry diễn tả như thế và bà im lặng để xét đoán hiệu quả mà bà đã tạo ra. Chuyện của Poligny đã khiến Mông Sạc Ben lắc đầu. Tất cả mọi chuyện đó không cho tôi biết trong tình huống nào, cũng như làm thế nào mà công an nhà hát opera đã yêu cầu bà cho hắn một ghe băng nhỏ. Ông hỏi kỹ thêm khi nhìn chăm chăm mẹ của cô Sherry như người ta hỏi bằng bốn con mắt. Vậy thì từ buổi tối hôm đó, vì kể từ buổi tối hôm đó trở đi, người ta đã để cho con ma được yên, người ta không cố giành giật lô của nó nữa. Các ông Devien và Poligny ra lệnh cho người ta để lô đó cho nó trong tất cả các buổi biểu diễn. Vậy thì khi nó đến, nó yêu cầu tôi cho nó một ghế băng nhỏ. Chà, hừ, một con ma đòi ghế băng nhỏ, vậy đó là một phụ nữ, con ma của bà ấy. Mông Sạc Mê hỏi, không, con ma là một người đàn ông. Sao bà biết? Hắn có một giọng nói đàn ông. Ồ, một giọng nói đàn ông rất dịu dàng. Chuyện này xảy ra như thế này. Khi nó đến nhà hát opera, nó thường đến giữa hồi thứ nhất, nó gõ ba phát khô khan vào cửa lâu thứ năm. Và đầu tiên tôi nghe ba tiếng gõ cửa ấy, tôi biết rất rõ không có ai trong lô. Ông nghĩ xem liệu tôi có thắc mắc không? Tôi mở cửa, tôi lắng nghe, tôi nhìn, không có ai hết. Và rồi tôi nghe một giọng nói với tôi, bà Xuyên, đó là tên người chồng quá cố của tôi, một ghe băng nhỏ xin vui lòng. Trừ lòng kính trọng đối với ông, thưa ông giám đốc, tôi như một trái cà chua, nhưng giọng nói đó tiếp tục. Bà đừng sợ, bà Jean, là tôi, con ma nhà hát opera đây. Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói rất êm tai và rất niềm nở, nên nó không làm tôi sợ nữa. Giọng nói, thưa ông giám đốc, đang ngồi ở một chiếc ghế bành hàng đầu bên phải. Trừ việc tôi không thấy ai trên ghế bành, người ta có thể thề rằng có ai đó ở trên đó. Và đang nói, ai đó rất lịch sự, tôi thề danh dự đấy. Lô bên phải, lô số 5, ông Mông Sạc Mê hỏi, có ai chiếm không? Không, lô số 7 cũng như lô số 3 bên trái còn chưa có ai chiếm. Người ta mới chỉ bắt đầu buổi diễn. Và bà đã làm gì? Vậy thì tôi mang đến chiếc ghế băng nhỏ. Đương nhiên hắn không đòi chiếc ghế cho mình mà là cho vợ mình.
Nhưng bà ta tôi chưa bao giờ nghe thấy. Hừ, tại sao? Vợ để công an có vợ sao? Tự bà Sylvie, ánh mắt của hai ông Monsarman và Richard đưa về phía ông thanh tra. Đứng sau bà xót vé, vô tay nhằm gây chú ý cho hai ông sếp. Ông ta gõ trán bằng một ngón tay trỏ buồn bã để khiến cho các ông giám đốc hiểu rằng Machine hoàn toàn điên rồ. Vở kịch câm khiến ông Richard chìa tay về một ông thanh tra đang giữ một người có ảo ảnh giúp việc cho mình. Người đàn bà tốt bụng tiếp tục nói về con ma, bây giờ là khoe sự độ lượng của bà. Cuối buổi diễn, hắn luôn cho tôi một đồng 40 xu, đôi khi 100 xu, đôi khi thậm chí 10 quan, khi nhiều ngày hắn không đến. Chỉ là từ khi người ta bắt đầu làm cho hắn buồn chán, hắn không cho tôi gì nữa hết. Rốt cuộc bà tử tế của tôi, một sự nổi loạn mới của cộng lông vũ trên nó màu dầu nhớt, trượt một sự thân quen kháng khích như thế. Xin lỗi, nhưng làm thế nào một con ma có thể trả cho bà 40 xu? Monsarman hỏi rất yếu kỳ. Chà, hắn để tiền trên chiếc bàn nhỏ ở lô. Tôi tìm thấy chúng ở đó với tờ chương trình mà tôi luôn mang đến, thậm chí hoa ở trong lô của tôi. Một bông hồng sẽ rơi xuống từ áo chẽn của vợ hắn. Vì chắc chắn đôi khi hắn đến với một quý bà, đến rồi một ngày họ đã bỏ quên một cây quạt. À, còn ma đã quên một cây quạt. Và bà đã làm gì với cây quạt đó? Vậy thì tôi mang trả cho họ vào lần sau. Tới đây giọng của ông thanh tra được nghe thấy. Bà không quan sát thấy quy định. Bà sư ơi, tội sẽ phạt bà. Ông im đi, đồ ngốc. Giọng trầm của ông phiệt mang Richard. Bà đã trả chiếc quạt, rồi sau đó họ đã mang đi thưa ông giám đốc. Tôi không còn tìm thấy nó ở cuối buổi diễn. Đó là bằng chứng là họ đã để lại ở tại chỗ một chiếc hộp kẹo anh mà tôi rất thích, thưa ông giám đốc. Đó là một trong những thái độ tử tế của ma. Tốt lắm bà Shirley, bà có thể rút lui. Khi bà Shirley đã chào rất khung kính, không phải không có một chút phẩm giá nào đó không bao giờ rời bỏ bà. Hai ông giám đốc, những người này tuyên bố với ông thanh tra mà họ quyết định tước đoạt công việc của bà già điên này. Và họ cho ông thanh tra nghỉ việc. Khi đến phiên mình, ông thanh tra rút lui. Sau khi phản đối sự tận tụy của ông đối với nhà hát, các ông giám đốc báo cho ông quản lý rằng ông này cần thanh toán lương bổng cho ông thanh tra. Khi họ còn là riêng với nhau, các ông giám đốc từng trao đổi cùng một ý nghĩ, đến với họ cùng một lúc là đi một vòng ở lô thứ 5. Không lâu sau, chúng ta sẽ đi theo sau họ.